Hoắc Nguyên Giáp cùng với Kính Tôn đi tới võ đường xem cha mình đấu võ với võ sư họ Triệu. Ông bởi vì nhường cho Triệu Trung Cương nên đã bị Triệu sư phụ đánh bại. Bị sỉ nhục trước thất bại của cha mình, Hoắc Nguyên Giáp bỏ đi ngồi một chỗ để khóc. Hoắc Nguyên Giáp sau đó đã đề nghị lên võ đài đấu với Triệu Kiện, nhưng kết quả thì ai cũng biết là Hoắc Nguyên Giáp thua. Khi chuẩn bị trở về nhà với Kính Tôn, cậu ấy đã thề sẽ không bị ai đánh gục nữa và sẽ lấy lại danh dự và niềm tự hào cho nhà họ Hoắc. Thời gian trôi qua, Hoắc Nguyên Giáp lấy vợ sinh con. Tuy nhiên không may vợ anh mất sớm để lại đứa con gái cho anh. Mặc cho mẹ anh liên tục xúi giục anh cưới thêm vợ nữa, nhưng anh không quan tâm bởi anh muốn tập trung gây dựng danh tiếng cho nhà họ Hoắc. Thời gian này, Hoắc Nguyên Giáp nhận lời thách đấu của nhiều đối thủ. Ngày hôm đó tại võ đài Thiên Tân, con trai Triệu Trung Cương, Triệu Kiến đã thách đấu với anh bởi vì nỗi xấu hổ năm xưa. Anh đã nhận lời hắn ta và đánh bại hắn và trở thành võ sĩ nổi tiếng ở Thiên Tân. Khi có được thành công, Hoắc Nguyên Giáp trở nên kiêu ngạo hơn, ra đòn tàn nhẫn với các đối thủ. Không giống như người cha quá cố của anh, thường nhân từ với đối thủ. Điều này cũng dẫn đến việc Hoắc có thêm nhiều đệ tử. Đồng thời anh ta còn gặp rắc rối tài chính. Vì tiêu tiền của gia đình vào việc uống rượu, khi một võ sư tên Tần Gia đánh một trong những đệ tử của mình bị thương, Hoắc Nguyên Giáp cảm thấy bị xúc phạm, nên đã đối mặt với Tần sư phụ vào ngày sinh nhật của ông. Tại nhà hàng của người bạn thời thơ ấu của Hoắc là Nông Kính Tôn, bởi vì ngày hôm nay là ngày sinh nhật của mình nên Tần sư phụ không muốn đánh nhau. Tuy nhiên Hoắc Nguyên Giáp vẫn muốn trả thù cho đệ tử của mình. Cuộc giao chiến dữ dội diễn ra và kết thúc bằng cái chết của Tần sư phụ. Bị mặc cảm tội lỗi mình đã gây nên, Hoắc Nguyên Giáp bỏ đi khỏi Thiên Tân, lang thang vô định trong nhiều tháng bị đói bị rét. Họ đưa anh về ngôi làng chăm sóc cứu chữa cho anh. Họ đút cho anh từng thìa thuốc với hy vọng anh khỏe lại. Hoắc sau khi tỉnh dậy, anh đã được ăn uống sau một khoảng thời gian dài nhịn đói. Những người ở đây vô cùng tốt bụng, mặc kệ anh là ai, họ vẫn cứu mạng anh như người trong nhà. Năm 1909, Hoắc trở về Thiên Tân, nhìn thấy thành phố đã thay đổi nhiều. Anh trở lại căn nhà của mình, chú Lai Phúc, người gìn giữ căn nhà cũng như hương khói cho tổ tiên, rất vui mừng khi anh trở về. Hoắc Nguyên Giáp sau đó đốt hết những bản ký kết mà anh đi đánh võ với người khác. Hoắc mượn Kính Tôn một số tiền để lên võ đài. Kính Tôn ban đầu không giúp anh, nhưng sau đó vẫn sai người mang tiền đến cho anh tham gia trận đấu. Tại võ đài, Hoắc thách đấu gã đô vật người Mỹ tên Hedwig O'Brien. Trước trận đấu, Hoắc nói rằng anh và Hedwig sẽ chiến đấu với danh dự và sự văn minh. Trong trận đấu, Hoắc đã cứu O'Brien thoát khỏi những cây đinh nhọn trước khi gã đập đầu vào chúng. Trận đấu kết thúc với việc O'Brien vui vẻ tuyên bố Hoắc là người chiến thắng. Danh tiếng của Hoắc Nguyên Giáp lan rộng với những trận đấu liên tiếp chống lại các võ sĩ nước ngoài khác. Anh đã thành lập Tinh Võ Thể Dục Hội tại Thượng Hải. Đây chính là tiền thân của Tinh Võ Môn. Các thành viên của phòng thương mại nước ngoài lo ngại rằng chiến thắng của Hoắc sẽ khiến người dân Trung Quốc chống lại ngoại bang. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1910, Hoắc Nguyên Giáp đối đầu với Điền Trung sau khi đánh bại 3 võ sĩ châu Âu. Trong hiệp 1, cả hai chiến đấu bằng vũ khí và kết thúc với tỷ số hòa. Trước hiệp 2, Hoắc vô tình uống ly trà bị bỏ độc bởi các thành viên của phòng thương mại nước ngoài. Trong hiệp 2 đấu võ bằng tay không, Hoắc Nguyên Giáp bắt đầu khó thở và mất sức. Anh gục ngã và ho ra máu do ngộ độc thạch tín. Một số người yêu cầu hoãn trận đấu, nhưng Nguyên Giáp muốn tiếp tục vì anh biết dù sao anh cũng sẽ chết. Anh bị Điền Trung áp đảo nhiều lần, nhưng anh vẫn tung ra một cú đấm mạnh vào ngực Điền Trung, tương tự cú đấm từng giết chết Tần sư phụ. Sau đó Hoắc ngã xuống, anh chút hơi thở cuối cùng trong sự nuối tiếc của nhiều người dân Trung Quốc. Điền Trung hiểu rằng mình sẽ chết nếu Hoắc Nguyên Giáp sử dụng nhiều lực hơn. Anh cũng tuyên bố rằng Hoắc Nguyên Giáp mới là người chiến thắng.